Tiếp tập 131 đến tập 132, vấn đề cũ mọi người thông cảm vẫn không làm dài được, tiếp phần trước. Chuyển cảnh ở trên biển, một hạm đội tàu sân bay của Long Quốc đang vào lãnh hải ngoại vực. Yến Khiếu Bắc tổng tư lệnh của hạm đội đang quan sát. Báo cáo, báo cáo trận chiến mới nhất, nói, tin từ mặt trận, liên quân Z8 đang triển khai quân. Được biết ít nhất 5 võ giả cấp đế vương đã đến chiến trường ngoại vực. Cái gì chứ? Liên hệ với bộ chiến tranh Long Quốc để họ nhanh chóng huy động quân tiếp viện. Yến Khiếu Bắc nghĩ, thật không dễ dàng mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, bây giờ lại muốn khai chiến rồi sao? Chuyển cảnh đến trụ sở bộ chiến tranh Long Quốc. Lão Long, ngài xem cái này đi. Bên chiến bộ ngoại vực gửi đến một tin tức mới đây này. Lão Long xem tức giận nói, những người trong học viện gần đây sắp chuyển đi, bốn vị trưởng lão của chúng ta không thể rời khỏi Long Quốc. Ngay cả những chiến binh cấp hoàng cũng chỉ có thể nói là có thêm ba người. Vạn Thiên Huyết cắn răng tức, mẹ kiếp, cứ thích chiến tranh vào thời điểm này. Lão Long vỗ vai Thiên Huyết nói, cố gắng chỉ hoãn đi, sẽ tìm được cách có khả năng xoay chuyển tình thế, chuyển cảnh ở chiến trường ngoại vực. Dẫn chiêu ca, Bất kể thế nào tôi sẽ giúp cô tìm thấy ba loại cỏ linh hồn sống, chữa khỏi bệnh cho cô." Thiên Diện gọi nói, "Luca, một mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Gần đây khu vực ngoài lãnh thổ rất là loạn rồi đấy. Còn nữa, Diệt ba người bọn họ cũng chuẩn bị đột phá rồi, nhớ rằng lúc nào cũng phải giữ vững liên lạc." Chuyển cảnh ở một nơi nào đó trong chiến trường ngoại vực. Diệt ca hào hứng, "Ở nơi đây đột phá, càng phù hợp với cách của mình hơn. Phá hủy tất cả mọi thứ." Chuyển cảnh đến chỗ lãnh Ức Quân và người thần bí. Con đường của Diệt và toàn bộ mọi thứ của cậu ấy không phải dễ động lòng đâu. Cô hãy suy nghĩ kỹ càng đi. Chị, được chọn tham gia vào cuộc chơi này, em có thể cùng anh diệt đi trên một con đường đúng không? Có thể cũng là có thể thôi. Nhưng mà cô, lãnh ức quân liền nhảy xuống. Người thân bí cảm thán, không hổ danh là nhỏ nha đầu của ta, giống ta thật sự đấy. Chuyển cảnh ở một nơi nào đó trong ngoại vực. Thật là thú vị. Cậu đã nghĩ kỹ chưa vậy? Rốt cuộc là chọn nơi nào trước đây? Chỉ hy vọng là những ông bạn già đó không quá ngu ngốc. Với mấy kẻ thù của thiên thần điện, nếu không mình chỉ có thể làm sạch các môn phái rồi ở phòng họp trụ sở chính của thiên thần điện ám ca cậu không nên nói với chiến những chuyện này chuyện của các cậu điện chủ biết rồi tôi biết nhưng tôi cũng có những lý do cần phải khẳng định thiên diện sau khi tôi đột phá đế cấp có thể cho tôi một cơ hội được không thiên diện quay lưng lại xin lỗi có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa ám ca thở dài thật ra cô không cần nói lời xin lỗi đâu tôi chỉ hy vọng cô không phải tự dần vật bản thân mình chúng ta vẫn thật sự là rất giống nhau biết trước kết quả như vậy rồi nhưng luôn ngu ngốc chờ đợi trông chờ vào một phần ba khả năng ám ca xuống thang máy để lại thiên diện khóc không thành tiếng đây có lẽ chính là số mệnh của mình rồi cả một đời này chỉ có thể sống trong bóng tối tận hưởng được niềm vui khi bảo vệ cô ấy bóng tối im lặng giúp tôi tăng cấp lên đế cấp cai trị ngai vàng đi nào tứ đại thiên vương thiên thần điện à không phải giờ phải gọi là tứ đế cấp của thiên thần điện mọi người đăng ký kênh để theo dõi nhé yêu mọi người đô càng yêu